200 nghìn. Ôi, 200 nghìn kìa. Anh nhìn cái thiệu đấy. Khó biết kìa. Đây Yên Dũng kìa. Vâng. Rất náo nhiệt. Con giải thưởng rất lớn, phần quà rất lớn từ đầu xuân năm mới Kỷ Hợi. Nhưng tuy nhiên là theo như quan ban tổ chức chúng tôi quan sát thì vẫn chưa có một quả con đi trúng đích. Vâng, như vậy là đến thời điểm hiện tại. Xin chào chuyện đời cái đắng nhá. Chúng con của chúng ta đã tăng lên 250.000. Con đi chơi Tết à? Xin triệu quyền. Đây là đầu ghế Duy ơi. Ai à? Của ban tổ chức chúng tôi. Đúng rồi. Một bạn còn rất nhiều của Văn Dũng. Có một bạn còn rất tốt tuy nhiên. Tiếp tiếp Văn Dũng à? Vâng, xin chào mọi người đang theo dõi buổi trực tiếp trò chơi ném con của tiểu đoàn Vũ Binh 1. Chúng ta chưa thấy có sự chính xác là đến từ các vận động viên ném con ngày hôm nay. Vừa rồi một quả con đi chỉ lệnh trong gác tắt thôi chị ạ. Theo như đồng chí Trung Quốc Hưng chỉ đạo thì hiện nay giá trị của phần thưởng đã lên đến 200. Xin chào trưởng ban. Đề nghị các vận động viên của các đại đội hiện nay là hướng gió, ảnh hưởng của sức gió đang là 2 chấm. Là sao nhận được phần thưởng từ ban tổ chức chúng tôi? Phải nói rằng là đầu xuân năm mới chúng ta luôn mong đến sự mới mẻ trong năm mới và giải thưởng đầu tiên trong năm mới đâu là một phần thưởng có được về đâu quý giá dành cho chúng ta. Vâng, và hiện nay tôi theo như quan sát thì đang có rất nhiều các đồng chí ném ở hai bên. Tuy nhiên là sự chính xác có vừa rồi một quả con của một đồng chí ở bên phía về hai ly ném gần trúng đích. Gần trúng đích thôi. Gần ai sẽ là người lần lượt mải điểm của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin chào Thanh Hà nhá. Tiếp tục liên tục những pha ném còn hiểu. Hôm nay đơn vị nào sẽ là đơn vị may mắn nhất của chúng ta trong ngày hôm nay?
đơn vị nào của các cho cửa hàng chúng ta đánh trúng vào cầu ngày mai, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một điều may mắn nhất cho đơn vị đó trong năm 2019 hôm nay. Xin chào John Dung Cu nhá. Và chính xác nhất của mình ra để thi ném với nhau trong trong 2019 ngày hôm nay. Và theo như ban tổ chức tôi suy nghĩ thì năm nay có lẽ đại đội 2 sẽ là đại đội nó còn chuẩn nhất của chúng ta với cửa hàng là một chúng ta ngày hôm nay. Ném còn đấy. Tôi vẫn chưa thấy cái quả còn nào của đại đội 2 đi chuẩn xác. Vâng, đại đội 2 là chúng ta đâu ạ? Đại đội 2 hãy là giải thưởng của chương trình. Và hiện nay ban tổ chức chúng tôi đã tăng giá trị giá của giải thưởng hôm nay lên 300.000 đồng. Ai sẽ là người giành giải thưởng 300.000 đồng của ban tổ chức ngày hôm nay? Giải thưởng tiếp tục liên tục tăng, tăng như chứng khoán luôn. Đến gần giữa trưa là giải thưởng tăng lên 1 triệu. Liên tục những quả còn. Một pha ném còn rất nguy hiểm của Quang Hùng. phải xuyên vượt qua vòng còn của chúng tôi mới nhận được giải thưởng 300.000 từ ban tổ chức. Bạn ấy cắt rồi. Vòng còn chính xác vừa rồi là bạn ấy cũng rất chính xác nữa của một vận động viên bên phía 12 ly. Tôi nói rằng là 12 ly và một vài đơn vị là phòng không của tiểu đoàn cũng như là vâng, hiện nay là sức cản của gió đang là 5 km trên giờ. Gió rất to. Vâng, xin chào Hoàng Trang. Ủa, anh ném hôm qua rồi. Vâng, Quang Hùng rất tích cực săn các cái giải thưởng của ban tổ chức. Vâng, quả còn đây là bằng cát. Anh Tùng sải tay rồi Hoàng Trang. Đồng chí đầu tiên là đồng chí nào nhỉ? Vâng, Trần Văn Đạt. Trần Văn Đạt đầu tiên là giải thưởng của ban tổ chức chúng tôi. Mua 2 lốc sửa tinh về mời bạn bè thôi. Vận động viên may mắn đầu tiên của tiểu đoàn chúng ta ngày hôm nay chúng ta vào vòng cây đêm của tiểu đoàn ngày hôm nay. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Ai sẽ là người may mắn giành giải thưởng của các vận động viên ta ném rất tốt của một vận động viên bên trung đội trực thuộc của tiểu đoàn. Vâng, một quả còn rất nguy hiểm. Và bây giờ là đến lượt của anh ném nhá. Nhưng mà quả này dây ngắn quá. Dây ngắn không đến đâu.
Ôi, dây ngắn quá. Cú quả đây, quả này nguy hiểm phết đấy nhỉ, nặng cái này à? Rất nguy hiểm. Không mưa đâu, thời tiết ở đây thế vậy đó. Xin mời tất cả các đơn vị của tiểu đoàn chúng ta, ai sẽ là đơn vị nào may mắn nhất của tiểu đoàn một ngày hôm nay, ai sẽ là đơn vị nào sẽ là đơn vị may mắn nhất nhất của tiểu đoàn một trong xuân 2019 năm nay, đơn vị nào sẽ là đơn vị may mắn nhất của tiểu đoàn một ngày hôm nay. Xin chào Hà Mimi của đơn vị thôi. Tiếp tục là những phản ánh rất tốt của cộng đồng vận động viên của các đơn vị. Đơn vị nào sẽ là đơn vị may mắn nhất của tiểu đoàn chúng ta ngày hôm nay? Có vẻ như là các vận động viên nắm còn của chúng ta đang rất là bỏ tay, không chị ạ?